Mình là Vĩnh Nam, mình đến từ diễn đàn Android.vn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn ứng dụng có lợi cho sức khỏe. Ứng dụng Hydro Drink Water and Support, ứng dụng nhắc nhở bạn uống nước và đo lượng nước hàng ngày của bạn. Ứng dụng này rất cần thiết cho cơ thể bạn, dùng để giúp bạn có đủ lượng nước cho các hoạt động của cơ thể. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng chi tiết. Đầu tiên, bạn sẽ lựa chọn chiều cao cân nặng đo, chọn giới tính male, cân nặng 65 cân, hoạt động active, lượng nước tối thiểu hot day, nắng, các hoạt động ngoài trời, shape, các lượng nước cần thiết khi bạn lượng nước tối thiểu là 2.155 ml, nếu hoạt động ngoài trời thêm 480 ml, đi ra trời nắng và các hoạt động thể thao 480 ml. Tổng cộng các bạn một ngày phải uống hơn 3.000 ml nước. Lưu lại, ứng dụng sẽ nhắc nhở bạn. Giao diện chính của màn hình sẽ hiện ra. Trên là danh sách thực đơn lượng nước trong các món ăn, ví dụ 200 ml là lượng nước 200 ml, cà phê 180 ml, nước uống nhiệt khoáng Coca. Như vậy, khi bạn uống nước, bạn sẽ liệt kê ra đây. Ứng dụng sẽ bao giờ bạn uống đủ 1.115 ml nước là bạn đã đặt chỉ tiêu. Bên cạnh đó sẽ có các danh mục menu, time, đồng hồ nhắc nhở bạn uống nước để thực hiện không bao giờ bạn quên được. Biểu đồ dùng để đo lượng nước của bạn từng tuần, từng tháng. Ghi chú, take note các hoạt động, các giai đoạn uống nước của bạn 7 ngày, 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm. Lượng nước của bạn. Phần cài đặt, bạn sẽ cài đặt như chế độ dinh dưỡng, cài đặt nhạc chuông, cài đặt đồng hồ, cài đặt đèn led, cài đặt thời gian, backup lại dữ liệu. Thầy có biểu cụ thể cho bạn lựa chọn. Khi bạn chọn một đồ uống cụ thể, bạn sẽ lựa chọn thời gian nhắc nhở, lượng uống cần thiết, các giai đoạn 1, 2, 3, xong rồi xếp lại. Ứng dụng khi đến giờ nào, ứng dụng sẽ nhắc nhở bạn uống giờ đó. Nếu bạn không hoạt động ngoài trời, bạn có thể tắt đi thì lượng nước sẽ giảm ít hơn. Không hoạt động tập thể dục thể thao sẽ lượng nước giảm ít hơn. Bao giờ bạn uống đủ lượng nước đó yêu cầu thì thôi. Ứng dụng này rất tiện ích và phù hợp cho các bạn muốn đảm bảo lượng nước cần thiết cho cơ thể bạn. Mình hy vọng ứng dụng này sẽ phù hợp cho các bạn nâng cao sức khỏe. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các ứng dụng Android tiếp theo.